Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 1 năm 2024. Đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và thực hiện các báo cáo dư luận xã hội về các sự kiện, hoạt động nổi bật. Tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt hoạt động thông tin trên báo chí thành phố và cả nước, định hướng báo chí đối với một số vụ việc nổi cộm. Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê nhận xét, trong quý 1, các cán bộ tuyên giáo đã phối hợp tốt trong tuyên truyền, định hướng dư luận cũng như thực hiện tốt công tác phản biện, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều, rất nặng nề. Đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nhập cuộc, tiếp cận vấn đề để có giải pháp tuyên truyền hợp lý, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong hưởng ứng các vấn đề quyết sách từ trung ương đến thành phố.